nay đòi tiền, mai đòi tình, mốt đòi thuốc. Ở đâu mà có hoài vậy? Về đi cưng, về đi, phê lâu lắm rồi đó đa. Sao mà mắt ói quá mà không có ói được, nó làm em bần thần lắm. Chắc tại quá liều rồi chứ chi. Anh còn nói như vậy nữa. Vì ai mà em trở thành một cái con nghiện ngập từ suốt mười mấy năm nay. Từ lúc mà mang thai con Kim Tuyền tới bây giờ, em không cai được ngày nào hết. Đã vậy anh còn bỏ bê em. Em phải tự đi kiếm thuốc rồi tự phê. Nói ra nghe sao bẻ bàn quá à. Thì bây giờ được phê rồi đó đa. Phê thì cũng phải nhớ kính tiếng, đi đứng dòm ngó cẩn thận. Chồng em mà nó biết cái là chết cả đám. Đàn ông ghen dữ lắm, có thể giết người đó. Mà anh thì chưa muốn chết. Anh khỏi nói thì em cũng biết. Anh là chỉ biết thương anh thôi, chứ anh mà biết thương chi tới ai. Chỉ có em, em là ngu si, khờ dại, lụy tình đây nè. Em hiểu được là tốt rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì sửa soạn quần áo, chỉnh tề lại. Về đi. Em không muốn về. Về đi, anh mệt rồi. Nay đòi tiền, mai đòi tình, mốt đòi thuốc. Ở đâu mà có hoài vậy? Về đi. Thôi được rồi. Anh hứa, từ đây về sau anh sẽ chu cấp ấp viện cho em Phê. Em về. Về đi, ở đây lâu không có tốt đâu. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.